con này là ITT nha anh em. Mình kéo ra được một con này. Ra vô cassette âm ly. Ra vô cassette âm ly 301 nha. Đang nghe là line in này. Qua cassette rồi, giờ bấm qua này. Xét này. Xét nha. Giờ qua radio. Các cung cấp cái nguồn dinh dưỡng cho. À radio nó mắc cái nút này. Mạnh hơn. Vượt trội thứ hai đó là cải tiến về gương. Quá trình mà chúng ta. Radio rõ nha. Dặn cái tay hơi khó dặn nha. Rồi thì với kiếm cái gì gắn vô. Thực hiện thấy rằng vơi sẽ được chiết xuất bằng công nghệ nano. Đài rõ. Áp suất phá vỡ túi tế bào thành. Nhạc này. Không tua rồi nha anh em. Delay thôi nha. Rồi, tạm dừng. Rồi coi lại Jaguar nha. Bấm ối bàn này. Rồi. Ở đây giờ nhiêu đây. Con này 4.3 triệu nha. Con này size dài lắm. 62 tầm đó, 62. Hơn 3 gang nha. Rồi anh em chơi Zalo số này nha.